Hiện tại nó đang trong tòa nhà cao nhất Taiwan. Kiến trúc thiết kế xây dựng quá hoành tráng, tê cả người, sướng run cả người. Kia lại có cầu thang, bên kia là đi xuống con ạ. Đi xuống một cái đường khác nữa, vô một cái đường khác nữa. À đây, đi ra ngoài đằng này. Ngắm cảnh đằng này em ạ. Cái này vẫn chụp ảnh được cơ mà, vừa quay vừa chụp ảnh. Bỏ tay ra. Công nhận thiết kế đẹp thật, hoành tráng và vĩ đại. Cột toàn bằng thép. Cô ơi, cô Tư ơi, cô đang ở đâu trên đất Taiwan đấy? Ê, mời cô ra đây, đi ra sảnh, chúng ta lượn ra sảnh. Tòa nhà hoành tráng, sướng mê ly cả đời. Công nhận nhìn nhẹ thiết kế đúng không? Khủng khiếp thật. Trong nhà đấy. Nhìn nhẹ thế này mà. Rung động lòng người. Bố vừa quay, bố vừa chụp ảnh được cả hai cô